Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Lời kể kinh hoàng của người phụ nữ bị lốc cuốn bay lơ lửng bay ra khỏi nhà. Người phụ nữ nhắc trên là Bùi Thị Lành 19 tuổi, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị là một trong bốn nạn nhân bị thương do cơn lốc xoáy gây ra vào chiều ngày 27 tháng 9. Ngày 28 tháng 9, Lành vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Lành kể lại gần 16 giờ ngày 27 tháng 9, gió to nên em cùng mẹ là Nguyễn Thị Hiền 43 tuổi, chú khu phố 5, thị trấn Cửa Việt. Huyện Gia Linh và hai em là Bùi Nguyễn Hoàng Anh 13 tuổi và Bùi Đình Nghĩa 8 tuổi vào trong quán bên cạnh chợ Cửa Việt, huyện Gia Linh đóng cửa tránh bão. Gió to khiến cửa chính của quán bị bật ra, lành chạy ra đóng cửa lại thì bất ngờ gió giết thành tiếng. Không kịp phản ứng, lành bị gió hất văng ra khỏi nhà. May mắn, em bám vào được một vật gì đó. Luồng gió mạnh hất em lơ lửng, nhưng không bị cuốn đi. Lành kể em bị gió thổi bay lơ lửng trên không một thời gian sau đó bị rơi xuống. Sau đó, Lành bò vào trong nhà thấy mẹ và hai em bị bức tường đè lên người. Lành cố gắng lật từng mảng tường để cứu mẹ và các em nhưng không được. Lành tiếp tục chia sẻ lúc đó em la hét rất to nhưng giữ đường không có ai. Một lúc sau, rất may có một người đàn ông đến kêu gọi mọi người ứng cứu. Cơn gió khiến quán nhà Lành bị sập, đồ đạc, hàng hóa cũng bị cuốn bay rất nhiều. Bốn nạn nhân gồm người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1979, chú khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Do Linh cùng ba người con là Bùi Thị Lành 19 tuổi, Bùi Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 2009 và Bùi Đình Nghĩa sinh năm 2014. Theo trần đoán của bệnh viện, người mẹ Nguyễn Thị Hiền bị đa chấn thương, gãy chân, ảnh hưởng vùng lưng, đầu. Ba người con bị thương ở chân, tay và vùng đầu. Ngày 28 tháng 9, đại diện Ban Cứu Trợ tỉnh Quảng Trị, huyện Do Linh và thị trấn Cửa Việt huyện Do Linh đã đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, hỗ trợ bốn mẹ con.